Nhân xin chào tất cả quý khách hàng. Thì như là Nhân hứa hôm hôm bữa thứ hai, bữa thứ bảy thì Nhân có hứa là ngày thứ hai Nhân sẽ quay clip để cho mọi người biết là Nhân đặt chỗ được một tiên máy và đặt những lớp nào với lại một cô khách bên Canada. Thì Nhân đã đặt cho cô được hai chỗ rồi. Đó, Nhân đã đặt cho cô được hai chỗ và mình bây giờ mình chỉ chờ ngày là 30 tháng 7, lúc đó mình mở bán tại 142/18 đường Cộng Hòa, ngay trên chỗ nhà hàng Trình Ký Nam Lát mọi người. Thì mình mở bán dẫn cho cũ. Thì, nếu trong ngày hôm đó thì mình biết giá luôn và sẽ quyết định trong ngày hôm đó. Đó, rồi bây giờ anh xin cho mọi người xem một số cái giấy tờ mà để cho mọi người thấy luôn nha. Đây, giống như thì bây giờ nếu mà một cái giữ chỗ mà hoàn chỉnh thì nó sẽ bao gồm những cái đây mình Nhân sẽ chỉ cho mọi người nha. Ví dụ như trên đây là một cái phần này là dành riêng cho kế toán. Đó, dành riêng cho kế toán xác nhận là bất cứ một nhân viên nào cũng không được đi vào đây hết. Thì giống như hiện tại mọi người thấy ha, là ở đây là thuộc ưu tiên số là số 1. Thì mọi người thấy ha, khi nào mà ở đây ghi là thuộc ưu tiên số 1 và nó nếu mà một tờ giữ chỗ hoàn chỉnh thì nó sẽ là có tên của bên giám đốc ký và có cả mộc của công ty nha mọi người. Đó, như mọi người thấy nha, như ở đây là hiện tại là của em là Nguyễn Trung Nhân. Đó, Nguyễn Trung Nhân này thì tên của em. Và ở đây em giữ cái mã nền là Y7.31, ký hiệu là nhà hai cánh. Đó, diện tích đất là 49.73 m2. Thì em đã đưa đủ 20 triệu đồng. Ở đây ký tên xác nhận. Đây là em nhân viên Nhân luôn, những trung nhân của sàn Mỹ Hạnh luôn. Đó, thì đây bên em ký tên. Đó, tức là nếu như mình hoàn chỉnh một cái phiếu giữ chỗ thì nó có đầy đủ ở trên đây là có xác nhận của kế toán thuộc ưu tiên máy và có luôn chữ ký của giám đốc và cái mộc của công ty chắc tường. Đó, như ở đây là một lô Y7.31 và một lô Y7.7. Ơ em xin lỗi, Y1.7. Đó, thuộc ưu tiên 1 cho mọi người. Là em giữ 3 lô đều ưu tiên 1 hết tên em. Thì sau này bung giá ra em sẽ biết giá bao nhiêu. Đó, và em sẽ chọn giá. Đó, em sẽ chọn căn nào thường mà phù hợp với cái giá tiền của em. Mọi người thấy ha, hai lô. Và ở đây một lô nữa. Thì giống như bây giờ là tất cả những cái lô mà Nhân đặt ưu tiên 1 nói chung và nói riêng là tất cả hai lốc Y1 và Y2 và lốc Y7 thì những cái lốc này là những cái căn nhà mà có những cái địa điểm đẹp nhất thì tất cả đã ưu tiên 3 hết rồi. Bây giờ nếu như mọi người muốn đặt Y chăng nữa nó vẫn không còn ưu tiên để mình đặt. Và nếu như mà mọi người mà thật sự cần nhà thì cứ liên hệ với Nhân. Tức là khách nào mình cần nhà ở nha mọi người. Đó, nếu như mình thật sự mình cần nhà ở thì cứ liên hệ với Nhân. Thì lúc đó Nhân sẽ có một cái cách nào đó sẽ giúp mọi người mua được những cái căn nhà, những cái vị trí mà Nhân đã đặt chỗ. Đó. Thì Nhân đã đặt chỗ ưu tiên 1 rồi thì tất cả những sàn khác bảo đảm với mọi người luôn, tất cả những sàn khác sẽ không đặt được vào đó. Nếu đặt được ưu tiên 2, ưu tiên 3 và hiện tại cho tới bây giờ là nếu đặt ưu tiên 3 vẫn không còn. Đó. Còn ở đây là một của một cô khách hàng. Ở đây mình thấy là như ở đây mình thấy là ưu tiên 1 ha, có xác nhận của công ty này. Thì giống như bây giờ là thông tin khách hàng thì em không thể nào tiết lộ được. Thì ở đây là giữ Y7 lô số 26, diện tích đất là 49.73 m2, số nhà là 4 cánh. Đây là một hồ sơ hoàn chỉnh nha mọi người. Còn nếu như mình chuyển khoản
mình chuyển khoản thì nó sẽ có một cái giấy xác nhận. Giấy xác nhận là có tên của giám đốc công ty, và sau có ký tên giám đốc này và có mật công ty. Nếu như mình chuyển khoản là sẽ có giấy xác nhận này nha mọi người. Đây giống như là của Nhân. Cái này thì Nhân đưa tiền cho anh bên giám đốc sàn và anh giám đốc sàn chuyển giùm Nhân. Số công ty cổ phần kinh doanh bất động sản Cát Tường, ngân hàng ACB này hết mọi người. Thì số tiền là 40 triệu, bây giờ cô giữ hai lô nè. Lô số Y1.4 và lô số Y7.26 là hai lô. Là 40 triệu nha mọi người. Còn ở đây như mọi người thấy là của Nhân này, Nguyễn Trung Nhân. Thì Y1 lô số 7, Y7 số 24 và Y7 lô số 31. Đây, Nguyễn Trung Nhân. Đó, như mọi người thấy ha, là đã chuyển khoản rồi đó nha mọi người. Thì nếu chuyển khoản xong thì mình sẽ có giấy xác nhận như nãy Nhân cho quay rồi đó. Đó như mọi người thấy. Và cho mọi người xem sơ sơ về cái lượng đặt chỗ của mình nha. Đây như mọi người thấy cái lượng đặt chỗ của mình. Thì ở đây là lốc Y nè, Y1 nè. Lô số 2, 3, 4, 5 là căn mẫu. Đó thì mọi người thấy một lốc đây. Ở đây là ưu tiên 1. Và ở đây là ưu tiên 2 là cũng kín hết rồi nha mọi người. Chỉ có riêng hai căn này. Riêng hai căn Y2.7 và Y2.8 này là đâm đường cho nên là chỉ mới ưu tiên 1 thôi. Ưu tiên 2 còn trống đây. Đó, còn bên đây là ưu tiên 3, là mọi người thấy từ trên xuống tới dưới lốc Y1 là đã ưu tiên 3 hết, không còn một căn nào hết. Đó, như mọi người thấy ha. Đó, vị trí nó quá đẹp, vị trí quá hot cho nên là khách hàng đã chọn hết ưu tiên 1, bây giờ muốn đặt ưu tiên nữa cũng không được. Đó, như mọi người thấy. Lốc Y2 nè, lốc Y7 nè. Đó, thì nguyên một cái lốc là mọi người thấy là những cái lô đẹp là nó đặt hết, không còn lô nào hết cho mọi người, ưu tiên 1 hết rồi. Thì giống như mà Nhân xin nhắc lại, nếu thật sự một khách hàng nào đó cần nhà ở thì liên hệ với Nhân sẽ có cách để giúp mọi người nha. Đó. Và cho mọi người xem sơ sơ những cái mẫu nhà. Thì ở đây như trước mắt của mình là cái lốc Y1 rồi nha mọi người. Lốc Y1. Đó, cái lốc Y1 là nó nằm ngay chân ở ngoài kênh du lịch sông Trăng này, mình chạy vô nè. Đó. Chạy vô là mình thấy liền nha mọi người. Như bên đây nó không to lên nè. Thì mẫu nhà của lốc Y1 đây nó màu xanh, màu đỏ, màu vàng đó mọi người. Này lốc Y1 ha. Cái này là lốc Y2, cái mẫu nhà của lốc Y2. Nhà mái Thái. Đây là mọi người, lốc Y2. Lốc Y2 là mẫu nhà là ngang 5. Ngang 5 dài 10 cho tới ngang 5 dài 15. Tại vì cái đất của mình nó bị xéo. Đó, giờ mọi người thấy là từ đây nó ngắn ra lên nó dài ra nè. Nó bị xéo ha. Cho nên là nói chung là mình càng dài thì càng nhiều tiền, càng ngắn thì càng ít tiền lại thôi. Còn đây lốc Y7, mẫu nhà lốc Y7. Đây mẫu nhà lốc Y7 mọi người thấy ha. Còn đây là lốc Y1. Lốc Y1 thì cái mẫu nó giống như cái lốc Y7. Đây là lốc K1 nha mọi người. Lốc K1 thì cái mẫu nó khác nè. Nó như mình thấy ha, thiết kế những cái khung thanh chặn ngoài đây nè. Thì cái mẫu nó khác hơn nè. Để mà xem thực tế luôn thì mọi người phải xuống mình xem luôn, bởi vì nhà mẫu nó có rồi. Mình xem sơ đồ thì hình dung cũng không ra nổi. Nó như đây là lốc K1, mẫu nhà của lốc K1.35. Còn đây là lốc N8. Lốc N8 thì bên công ty là thiết kế với cái mẫu là phải nói là đột phá. Tức là cái mẫu mà lạ trước, từ trước tới giờ là bên Cát Tường chưa từng làm. Và đây là lần đầu tiên bên Cát Tường Group làm cái mẫu nhà này nha mọi người. Rất là lạ. Đó cho mọi người thấy ha. Đó, mẫu nhà bên đây thì nó từ 48m² cho tới 83m², 83m² là những căn gốc nha mọi người.
đó thì mọi người thấy nha, căn góc đây rất là đẹp. Còn đây là mẫu nhà của lốc L4 thì nó cũng tương đương như những cái lốc Y7 chẳng hạn. Đó mọi người thấy rồi hết ha mọi người. Thì giống như Nhân nói với mọi người luôn á, thì bây giờ nếu như mình muốn đặt chỗ thì cứ gọi cho Nhân số điện thoại là 0948 994 004 nha. Đó, và hiện tại là riêng một mình Nhân không, là Nhân giữ được 3 lô ưu tiên 1 cho mọi người. Đó, cho mọi người xem lại. Rồi, xin chào tất cả mọi người.